Người mệnh thủy sinh năm nào? Lịch vạn niên cho hay, người mệnh thủy đa phần đều là những người có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Họ vừa có khiếu ngoại giao lại còn khéo léo trong nhiều mối quan hệ xã hội nên luôn được lòng người khác. Vì tính cách dịu nhẹ nên họ rất được lòng của bạn bè, người thân lẫn đối tác làm ăn nên họ luôn làm chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người. Với bề ngoài thẳng thắn, cởi mở lại chân thành nên người mệnh thủy trên con đường sự nghiệp lâu dài rất có nhiều vượng khí. Tuy nhiên, vượng khí về lâu dài cũng không nhiều và giúp họ vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp ngay bây giờ được nên họ thường tìm đến cho mình một chỗ dựa tinh thần ngay bên cạnh họ lúc này và mang lại nhiều phúc khí nhất thì quả cầu phong thủy là một sự lựa chọn chính xác. Người mệnh thủy nên chọn cho mình quả cầu đá phong thủy phù hợp để mang lại may mắn, bình an, giúp bản mệnh có cuộc sống và công việc thuận lợi hơn. Nếu không biết lựa chọn cho mình một quả cầu có màu sắc phù hợp với bản mệnh thì người mệnh thủy sẽ chẳng được hưởng nhiều phúc khí mà Thạch Anh sẽ đem đến những công dụng của nó mà còn có thể gây ra họa sát thân.